Ok, và mình chào các bạn nhá. Cùng mình đi bắt và tìm hiểu những con cá nhá các bạn ơi. Để cá này, con cá này, con cá koi nhá. Cá koi thuộc loài cá cảnh nhá các bạn. Con cá koi này siêu to khổng lồ này mấy bạn ơi. Rất là lớn luôn nhá. Ui, xịn luôn, xịn luôn. Anh chà chà, có cái màu đỏ luôn nhá. Chán chán à. Đấy, ui, con nhiều nhá. Còn rất là nhiều những con cá siêu to khổng lồ nữa mấy bạn ơi. Đấy, ui, ui, mình bắt được một con cá rồi nhá. Đây cái thùng đựng cá của mình nha các bạn. Ok, ok, còn nhiều nhá. Còn rất là nhiều những con cá koi các bạn ơi. Cá koi thuộc loài cá cảnh nước ngọt nha, được ngoại lai từ Tokyo, Nhật Bản nha mấy bạn ơi. Con cá koi này lớn đấy này, rất là bự nha. Đấy, mình bắt được hai con cá rồi nha. Ok, xịn xò con bò luôn. Còn nhiều nha. Ui dù ui, hai con cá koi nữa nha. To lớn đấy này, bự đấy này. Đấy, ui, xịn xò luôn. Ok, rồi 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 rồi. Ui ui, một con màu vàng hay một con màu cam nha. Cái con cá màu vàng này có cái size nhỏ nhỏ xinh xinh này, rất là đẹp luôn ấy. Ui, đẹp ấy. Ok. Rồi, cái con cá mà to bằng con mèo đây các bạn. Ê, cá koi mà to bằng con mèo luôn. Ui, xịn luôn. Ai chả bự nhỉ. Nhâm 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 nhâm. À, ai được bự nhỉ. Báo cá liên tục các bạn ơi. Mình bắt được mấy con cá rồi các bạn. Ok, mình sẽ đi dọc cái mương này để bắt cá tiếp nha mấy bạn ơi. Đây, cá gì đây. Ok, đi nào bạn ơi. Ok, let's go. À, cá này các bạn. Ở bên trên cái mương này vẫn còn có rất là nhiều những con cá siêu to khổng lồ nha. Ở đây, đi, đi. Ở kìa, to nha, to nha. Cá gì đây. Con cá này đẹp đây này. Con cá này, con cá chép koi nhá. Ui ui, con cá chép koi này có cái màu vàng lên này. Ui ui, con cá gáy này mấy bạn ơi. Cá gáy thuộc họ nhà cá chép nhá. Ái chà chà, đẹp đấy. Ui ui, xịn xò luôn. Mình bắt được một thùng đựng cá gần đây rồi các bạn ơi. Ok, đây con đây. Cá liên tục luôn mấy bạn ơi. Đây cá đây này. Con cá này, con cá chép nhá. Con cá chép này có cái màu đỏ luôn đây này. Có cái đầu nó giống nhau luôn. Ui đẹp nhỏ. Ui ui, cá gì đây, cá gì đây. Ai à, ái già già, xịn luôn. Đẹp đi này, con cá này là con cá rô phi nhá. Con cá dấu rô phối phi đây này, đẹp đi này. Ấy, cá rô phi đây mấy bạn ơi, có cái màu tím tím mộng mơ luôn nhá. Đấy, cá rô phi đơn tính nhá. Ok, mình bắt được một thùng cá rồi. Ui ui, con nhá, báo cá liên tục luôn. Con cá này là con cá gì nhỏ. Con cá này là con cá to ngầm nhá. Ấy, cá to ngầm luôn ấy, xịn xò luôn. Cá to ngầm hay thường gọi là cá dọn bể đây mấy bạn ơi. Cá dọn bể ấy, đây đẹp đấy. Ui dù ui, báo cá liên tục luôn. Đây rồi, cá gì đây. Con cá này là con cá trời im chim đây này. Ui dù ui, bên trên cái mương này cũng còn có rất là nhiều những con cá nữa mấy bạn ơi. Con cá chim này, con cá chim này cũng có cái màu tím mộng mơ luôn nhỉ. Cá chim thuộc loài cá nước ngọt nhỉ. Ai đẹp đây này, dễ tả dễ thương luôn. Còn nhá, báo cá liên tục luôn mấy bạn ơi. Đây con cá này, con cá chép koi này. Con cá chép koi này có cái màu đỏ luôn này. Ai rực rỡ thế nhỏ. Ồ, xịn không? Ai, mình bắt được một thùng đựng cá rồi mấy bạn ơi. Đấy, úi giời, dễ thương nhá. Ok, đi nào bạn ơi. Còn nhá, báo cá liên tục luôn. Đi, 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 đi. Đây, đây, ai chà chà, con cá này là con cá gì đây? Con cá này là con cá chép koi nữa này mấy bạn ơi. Đây, 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 ai già già, đẹp đây này. Con cá chép koi này cũng có cái size nhỏ nhỏ xinh xinh này. Ai là cute thế nhỏ. Ồ, úi giời, còn nhá, báo cá liên tục luôn. Đây, con cá gì đây? Ui, con cá koi nhá, cá chép koi đây này. Ây chà chà, cá chép koi thường nó sẽ có cái người rất là dài như vậy các bạn. Ây à, có mấy màu liền đây này, đẹp nhau. Ấy, cá cảnh sẽ to khổng lồ đi rồi. Nó bự nha, bự nha, bự nha. Rồi, các bạn đừng quên cho mình xin một đăng ký kênh, một like video nha. Rồi, mình cảm ơn các bạn rất nhiều luôn. Báo cá nhá, báo cá nhá. Cá gì đây, ui ui. Ây chà chà, cái con cá màu vàng này thuộc loài cá hồng két vàng nha. À, cá hồng két vàng các bạn. Ấy, hồng két vàng cũng thuộc loài cá cảnh nha mấy bạn ơi. Ấy, đẹp ấy. Xịn đấy, xịn xò luôn. Ok, rồi 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 rồi. Ấy giờ xịn xò con bò luôn các bạn ơi. Mình bắt được một cái thùng đựng cá đầy rồi mấy bạn ơi. Báo cá nhá, báo cá nhá. Con cá màu vàng này to lớn đấy này. Ui dồi, một con cá chép koi rất là bự luôn. Ui dồi, lớn nhá. Lấy cá chép koi các bạn, rất là to luôn nhá. Ai chà chà, có cái màu vàng luôn. Ui, nhiều vàng thế nhỏ. Hôm nay mình nhặt được nhiều vàng thế. Ok, đây các bạn ơi, đây cá chép koi đấy, có cái màu vàng luôn nhá. Xịn luôn, xịn luôn. Ok, đấy, các bạn đừng quên cho mình xin một like nhá. Rồi, và bây giờ chúng ta cùng bắt con cá này vào trong cái thùng đựng cá rồi mình sẽ đi bắt cá tiếp nhá. Đấy các bạn ơi, mình bắt được một thùng đựng cá đây rồi. Các bạn, mình sẽ quay lại quá trình thả những con cá này vào trong cái bể nuôi cá của mình cho các bạn xem sau nhá. Ok, để con cá màu vàng đẹp quá này. Nó xịn luôn. Ok, đấy. Úi xui. Ok, đi nào bạn ơi. À, giờ mình sẽ đi bắt cá nữa nhá. Mấy bạn ơi, đây con cá chép koi có cái màu đỏ này đẹp đây này. Xịn xò luôn. Đây con cá gì nó đây. Cái, đây con cá rô phi này. Đấy. Ồ, con cá chép koi có cái size nhỏ nhỏ xinh xinh này đẹp đây này. Rồi, ok. Ok đi nào mấy bạn ơi, chúng ta đi bắt cá tiếp nhá. Ok, let's go.
đi dọc cái mương nước để bắt những con cá chê nhá. Cá chê nó ở cái mương nước thì có rất là nhiều cá chê mắc cạn đấy các bạn ơi. Đây con cá chê này, cá chê thuộc khu vực Karachuonga ở được ngoại lai từ đất nước Indonesia các bạn ơi. Con cá chê này lớn đấy này, có cái màu đen luôn nhỉ, cá chê lai các bạn ơi. Ô nó bự này, to lớn này, đấy, xịn sò con bò nhỉ các bạn. Ok, rồi mình sẽ đi dọc cái mương nước để bắt cá tiếp nhá các bạn ơi. Để cá chê lên này các bạn, rất là nhiều luôn đấy nha. Ấy nó bơi kìa, ấy ui dùi rất là nhiều này. Con cá chê này có cái màu trắng này các bạn, cá chê đột biến à, có cái màu trắng luôn hè. Đấy, ui như cái dâu kìa, như dâu con rồng bay trên bầu trời luôn, có cái màu trắng bạch tạng luôn đấy các bạn, cá chê trắng bạch tạng nhá. To to các bạn ơi, bự đây này, chưa thật khổng lồ đâu các bạn. Ui bên trên cái mương vẫn còn rất nhiều cá chê nữa các bạn ơi, ấy còn nhiều nhá, còn rất là nhiều nữa các bạn ơi. Đấy, đây này, ui dùi xịn xó ấy. Ok, và bây giờ chúng ta cùng bắt và thu thập hết mang về nhà nha các bạn ơi. Đấy, các bạn ơi, đây là cái của mình nha. Rất là nhiều luôn hả, mấy trăm con cá chê luôn các bạn ơi. Ok, bây giờ mình sẽ quay lại cái bể cá chê của mình cho các bạn xem. Đấy, cá chê đấy các bạn, mấy trăm con liền nha. Ui, xịn xó, xịn xó con bò to không các bạn. Ok, và bây giờ mình sẽ bơm nước vào nha. Mình bơm nước vào cho cá chê nó thở đấy các bạn ơi. Ok, cá chê nó to lắm nhé các bạn, con cá chê này bự lên này. Ui dùi ui nó to này, siêu to khổng lồ luôn các bạn ơi. Đấy, cá chê mà to bằng con heo đây các bạn ơi, không đùa nhá. To thật đấy. Ok các bạn ơi, mình đang bơm nước vào nhá, mình bơm nước vào cho cá nó thở nhá các bạn. Đấy, mình đang dùng cái vòi nước để bơm nước vào nhá. Giờ bọn mình giờ đi bắt cá tiếp nhá các bạn ơi. Mình sẽ đi bắt rất là nhiều cá và thu thập rất là nhiều cá cho các bạn xem nhá. Giờ chúng ta sẽ đi bắt những con cá nhiều màu sắc đấy nha các bạn. Ok, đây, đi nào bạn ơi, chúng ta quay nha. Nani? Đấy, cá koi thuộc loài cá cảnh các bạn ơi. Cho nên là cá koi nó có rất là nhiều màu như vậy các bạn ơi. Đấy, cá koi bướm nha, bạn ơi. Cá koi nó có rất là nhiều loài nha các bạn. Cái bạn cá koi này thuộc loài cá koi bướm nha các bạn. Một chú rồi nha. Ui, chú cái bạn cá này có cái màu trắng này này. Đấy, xinh nhờ. Ok, ok. Vậy là mình đã bắt được hai chú koi cá koi bướm rồi nha các bạn. Ok. Let's go nào. Chúng ta đi dọc cái mương nước để bắt cá tiếp nhá. Ui ui. Còn rất nhiều các bạn. Có nhiều nha. Đi đây này. Cá lạ đấy các bạn này. Ui ui. Cái bạn cá chim này. Ô xịn nha. Cá chim thuộc loài cá săn mồi nha các bạn. Ấy, ui ui. Cá koi này các bạn này. Cái bạn cá koi này có hai màu luôn đây này. Ui đẹp nhỏ. Ui xui. Ui xui xinh nha, xinh nha. Ô chà la, ô chà la. Ui cái bạn cá này đẹp đây này. Là la 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 la. Ok ok. Còn nhiều nha. Còn nhiều nhá các bạn, còn rất nhiều nha. Ui này, cái bạn cá này có cái màu vàng đây này, đẹp đây này, xịn này. Ô dễ thương nha. Ui ui ui. Ô kìa, còn rất nhiều nha các bạn. Cái bạn cá này có cái màu cam này các bạn này. Đây, cá koi bướm đấy các bạn. Ui xui. Xinh nhờ. Ok, let's go nào. Để mình đi dọc cái mương nước này xem nào. Ui ui. Còn rất là nhiều các bạn ha. Đây đây. Đấy, ô chà la các bạn đấy này. Ấy, úi xui, cái bạn cá này đẹp thế này. Bạn ơi, con cá này thuộc loài cá ba đuôi nha các bạn. Úi xui, cái bụng tròn xoe như con heo luôn đây này. Úi xui, dễ thương nhá. Ok, một thùng cá đầy rồi các bạn. Vẫn còn rất nhiều nhá. Bạn ơi, cá chép lai koi này các bạn. Cái bạn cá chép lai koi này đẹp thế này. Có cái màu đỏ đó đấy. Ô, cái loài cá chép lai koi thường nó sẽ có cái người dài dài như vậy các bạn ạ. Bơi rất giỏi luôn. Có rất là nhiều sức khỏe luôn. Úi. Nha. Đấy bạn ơi, đấy có cái màu đỏ rất là rực rỡ luôn đấy các bạn. Ồ xinh nhờ bạn ơi. Vậy là mình đã bắt được rất là nhiều cá koi rồi các bạn. Cá koi này, cá chép này, cá chim này các bạn. Rồi và bây giờ chúng ta đi tìm kiếm thú cưng nữa các bạn ha. Ok, let's go bạn ơi. Ok ok, vẫn còn cá kia bạn kìa. Ui ui, còn nhiều nhá. Ô cái bạn cá này, cái bạn cá màu đỏ này thuộc loài cá chép nha các bạn. Cá chép này các bạn ơi. Cá chép đỏ luôn ha. Ui ui xinh nhờ. Ui đẹp nhờ. Đấy, dịu nha, ui dù ui dễ thương nha. Có cái bụng tròn xoe cho con heo luôn đây này. Cá chép đỏ này các bạn, đẹp nha. Đấy bạn ơi, một thùng cá đầy rồi là các bạn này. Đấy, ui dồi ui, dễ thương nha. Ok, let's go bạn ơi, chúng ta bây giờ đi tìm kiếm thú cưng nha. Ok. Ái da da bạn ơi. Ui, dù cái bạn rùa này bự đây này. Ui dù ui. Bạn ơi, cái bạn rùa này thuộc loài rùa common có cái size rất bình nha các bạn á. Chưa có khổng lồ đi. À, to nha, to lớn nha. Cái bạn rùa này, rùa common hay thường gọi là rùa common cá sấu nha các bạn. Có cái đuôi giống cái đuôi con cá sấu nên thường gọi là rùa common cá sấu nha các bạn ơi. To lớn nha. Đấy, các bạn rùa này rất là thông minh đấy các bạn á. Ui, 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 ui. Chưa có khổng lồ đấy các bạn ơi. Bự không? Ui, chỉ đây ba chú rùa này.
Hello ba anh em nhà rùa nha. Ấy, to có, nhỏ có các bạn ha. Đấy, rùa con mon này, rùa tai đỏ này, rùa vẽ đông này các bạn này. Đấy, ôi trời ơi, dễ thương không? Hơi đẹp không các bạn ạ? Ok đấy cô bạn ơi. Thỏ nha các bạn, thỏ nhá. Mình đang cho thỏ ăn các bạn. Để thỏ này, oh con thỏ God. Nhá. Con thỏ lông ngắn nhá. Con mèo nữa kìa, ôi xịn luôn. Ok à, đấy, con mèo kìa. Ơi. Ok, và bây giờ mình cùng các bạn cho thỏ ăn với này thả cá vào bể nhá. Các bạn ơi, đấy, thỏ đấy, con thỏ nhá. Ôi xịn luôn. Đấy, ăn kìa. Con thỏ thích ăn cái củ cà rốt đấy các bạn. Con thỏ thì ngoài ăn củ cà rốt ra thì nó rất là thích ăn cỏ với rau các bạn ơi. Ok, và bây giờ mình cùng các bạn thả cá nhá. Ok, đấy, con nhện. Con này con nhện nhá. Con nhện siêu to khổng lồ nhá. Rồi. Đấy các bạn. Ok, và bây giờ chúng ta cùng bơm nước vào cái bể cá nhá. Bây giờ mình đang bơm nước nhá. Bơm nước để thả cá các bạn ơi. Ok. Cá đấy. Ok. Ok, rồi thả cá nhá. Rồi, chúng mình cùng thả cá nào các bạn ơi. Đây đây. Đây con những con cá cảnh siêu to khổng lồ nhá. Đây con cá chép koi này ơi. Đây con cá koi siêu to khổng lồ này các bạn này. Con cá koi có cái màu đen này. Nó bự nhỉ. Ai chà chà. Siêu lớn luôn các bạn ơi. Rồi con cá gì nữa đây? Con cá này con cá gáy này. Cá gáy họ nhà cá chép nó rất là lớn luôn nhá. Nó bự nhỉ. Ấy nó to các bạn ơi. Rồi con nhá, cá chép koi. Con cá chép koi này có rất là nhiều màu sắc đây này. Đẹp không? Ok. Rất là lớn luôn các bạn ơi. Ok. Con nhá, báo cá liên tục luôn. Con cá chép koi này có cái màu vàng đây này. Ấy, xịn luôn. Ok, vẫn còn cá nữa đây này. Còn nhiều nhá. Còn rất là nhiều những con cá nhá. Đây con cá rô. À con cá này con cá rô đâu? Con cá này con cá chim nhá. Con cá chim rất to lớn đây này. Đấy, bằng như bàn tay luôn à. Rất là lớn luôn. Ok. Rồi con cá này con cá gì đây nhỉ? Con cá koi này bự đây này. Nó lớn này. Thôi. À chà chà. Đẹp thật đấy. Đẹp cứ nhiều cá sống ngoài biển luôn. Hay ra con cá chê đây. Cá chê đây các bạn. Cá chê thuộc bộ cá da trơn nhá. Trơn lắm nhá các bạn. Bắt rất là khó luôn. À đúng rồi. À, đây cái bể này là cái bể nuôi rùa của mình nhá. Kìa. Rồi, khám phá cái bể rùa luôn nào. Ok. Thôi. Cái bể chê này thắng, cái chê đấy các bạn. Ok. Rồi bây giờ mình sẽ lên cái bể nuôi rùa và khám phá luôn rùa nhá các bạn. Đây này. Rùa nhá, cái bể này có rất là nhiều những con rùa nhá. Ok. Đây, rùa này. Đấy, rùa nhá các bạn. Con rùa này thuộc loài rùa vĩ đông nhá. Có cái thân hình tròn như quả bóng luôn. Hợp xịn luôn đấy nhá. Vẫn còn rùa nhá các bạn. Vẫn còn rùa nhá. Đây này, sâu cái lớp bèo các bạn này. Vẫn còn những con rùa nhá. Đây, rùa đây này các bạn. Đấy. Ui. Con rùa này thuộc loài rùa tai đỏ nhá các bạn. Đấy, có cái mai màu xanh luôn kìa. Rất là đẹp luôn các bạn ơi. Rùa tai đỏ nhá. Ok. xịn luôn. Rồi, vẫn còn nhá các bạn. Vẫn còn rùa nhá. Ok, và bây giờ mình cùng thả cá nữa các bạn ơi. Ok. Vẫn còn cá dọn bể này. Con cá dọn bể nhá. Đây này. Ấy. Cá dọn bể đấy các bạn, hay thường gọi là cá tàu ngầm nhá. Xịn luôn. Trời. Ok. Đấy, xịn luôn. Con cá dọn bể thì mình sẽ thả về bên trong để cho dọn sạch cái bể nhá. Ok, dọn sạch những cái rêu xanh nhá các bạn ơi. Vẫn còn cá các bạn ơi. Vẫn còn rất là nhiều những con cá nhá. Đây còn cá chép đây này. Cá chép koi đây này. Cá chép phụng đuôi dài, cá ba đuôi, cá thần tiên, rất là nhiều những loài cá các bạn ơi. Cá hồng kết vàng đấy nhá. Đấy, xịn luôn. Rồi con cá chép này. Ơi, con cá chép ấy. Ok, rồi. Cá gì đây? Con cá hồng kết vàng đây này. Rồi, cá gì nữa đây? Cá chép phụng đuôi dài nữa đây này. Ơi, con cá này đeo bên này. Ấy, mình thả hết vào bể rồi nha. Hết cá rồi, còn cái bể này. Ơi, xịn luôn. Ok, rồi. Các bạn ơi, các bạn đừng quên cho mình xin một đăng ký kênh, một like video nha. Ok các bạn, đây con mèo này. Con mèo đang xem mình thả cá này. Ok, xịn luôn. xịn luôn nhỉ. Ok, rồi. Các bạn ơi, một cái bể nuôi cá đầy luôn nha. Đây này. Ôi xịn luôn. Ok thì còn cá koi to lớn đi này. Bự nhà. Ơi. Rồi. Ô con mèo. Con thỏ. Con thỏ vào trong nhà rồi kìa. À đây. Ơi. Xịn luôn. Đấy con thỏ đây các bạn. Ok bây giờ mình sẽ bắt con thỏ ra cho nó ăn các bạn này. Đây con thỏ đi này. Rất là đẹp luôn nhá. Con thỏ trong nhà nhá. Đấy đây này. Đấy xịn không? Con thỏ có cái màu vàng cát luôn nhá. Nào thỏ ăn đi. Ơi, dễ thương không? Con thỏ này có cái màu vàng cát nhá. Con thỏ này thuộc loài thỏ lông ngắn nhá các bạn. Hơi đẹp luôn nhá. Đấy, ăn đi. Ok, ăn kìa. Là xịn nhá. Rồi. Các bạn đừng quên cho mình xin một like nhá. Đấy. Rồi, thì xịn không? Con mèo này đẹp đi này. Con mèo này mình đang cho gà ăn đấy các bạn ơi. Hai con gà này là hai con gà chê nhá các bạn. Đẹp lắm nhá. Gà chê nó
đẹp hơn con chim bồ câu rất là nhiều các bạn. Nó chỉ to hơn con chim bồ câu một chút xíu nữa nhá. Đấy, gà chê các bạn. Một con gà bố với một con gà mẹ nhá. Đấy, xịn không? Xem ra thời gian sắp tới mình sẽ có rất là nhiều những con gà chê con nha các bạn. Các bạn còn đón, cùng đón chờ nhá. Ok. Đấy, các bạn cùng quan sát nhá. Mình đang cho gà ăn gạo nhá các bạn. Ok đấy. Con gà màu trắng kia đẹp kìa. Con gà màu gà trống đang ăn rất khỏe luôn. Ok ạ. Ồ xịn nhá. Các bạn đừng quên cho mình xin một đăng ký kênh nhá. Đấy, ăn ăn đi. Ok ạ. Rồi và bây giờ chúng ta đi bắt vịt nhá các bạn ơi. À ok ạ. Con vịt này ok ạ. Ta chạy nhanh thế nhỏ. Ồ bạn ơi, con vịt này thuộc loài vịt siêu đẻ trứng nhá. Con vịt này có cái màu trắng lên này. À chạy cũng nhanh đấy, đẹp ấy. Ok rồi, xịn sò luôn, dễ thương luôn. Là nhiều những con vịt nhá. Con vịt bây giờ mình sẽ bơm nước thêm vào cho cá. Mấy vịt nó bơi với nhau các bạn này. Ok đấy, vịt đấy các bạn, vịt siêu kìa, vịt bầu kìa. Sau một khoảng thời gian bơm nước các bạn thì nước nó đã đầy rồi nhá. Và bây giờ đấy, vịt thì đang bơi kìa bạn kìa. Ui xịn sò con bò thế nhỉ. Ok ok các bạn ơi nhá. Đấy cái bãi nuôi cá của mình lên này các bạn này. Bây giờ mình sẽ cho vịt con bơi cùng cá nhá. Đấy vịt con đang bơi cùng cá coi kìa, cá vàng kìa, cá chép kìa. Rất là nhiều những loài cá các bạn ơi. Đấy, chiêu không chiêu. Nên là chiêu chiêu luôn đi các bạn. Các bạn đừng quên cho mình xin một đăng ký kênh, một like video nhá. Rồi cảm ơn các bạn rất nhiều đây. Đấy vịt con đang bơi cùng cá nhá các bạn. Mình vừa đi lấy thêm rau và cho chuột ăn, thỏ ăn các bạn ơi. Ai giờ ok đấy, mèo nữa kìa, gà nữa đây các bạn này. Đấy, gà này, con gà chê này các bạn này. Ôi xịn xó ấy. Đấy thỏ đấy các bạn. Thỏ đang ăn rau nhá. Thỏ là loài động vật rất là dễ thương các bạn ơi. Ngoài ăn củ cà rốt ra thì nó rất là thích ăn rau cỏ các bạn ơi. Đấy thỏ đấy. Đấy thỏ chuột lang nhá. Mèo nữa kìa. Con mèo đang ở trong nhà gỗ kìa. Xịn xó con bò nhỏ các bạn. Ok. Ôi ok và bây giờ đấy có con gà đấy các bạn này, gà chê này. Con gà nó vừa mới ấp lở được một đàn gà con các bạn. Ơi xin cho con bò nhỉ. Ui xịn đi.